thu nhiều khoản đóng góp sai quy định, Cao Bằng mức đóng xã hội hóa. Từng gây bực bội, bức xúc trong dư luận nhiều năm nay sau khi kết thúc mỗi buổi họp phụ huynh đầu năm. Tạo môi trường học tập tốt nhất cho con em, điều mà tất cả phụ huynh đều hướng tới. Nhưng cách triển khai cũng như quản lý thu chi như thế nào luôn là băn khoăn của rất nhiều phụ huynh. Năm học mới 2024-2025 đã bắt đầu. Bên cạnh niềm vui, sự hân hoan đón chào năm học mới của học sinh, thì đây cũng là thời điểm mà các bậc phụ huynh đang nặng trĩu nỗi lo với các khoản đóng góp. Vậy làm sao để không xảy ra lạm thu và kêu gọi tài trợ thực sự là sự tự nguyện nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc dạy và học? Chuyên mục Theo dòng thời sự hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Kêu gọi tài trợ giáo dục để mua tivi, điều hòa và các thiết bị dạy học khác. Nhưng thay vì tự nguyện, một số trường học đã từng cao bằng mức đóng góp và nhất là cách vận động thiếu dân chủ áp đặt từng khoản, dẫn đến sự phản ứng từ phụ huynh và cộng đồng xã hội trong nhiều năm nay. Nghĩa là bức xúc, nghĩa là những cái là thu không hợp lệ, không đúng với cái quy định của nhà trường đề ra. Trên đề ra thì một cách nhưng mà dưới thì cũng là cũng chưa chắc là được. Trường hợp mà nhà trường thu sai thì chúng tôi cũng rất mong là các trường nhìn vào đó để rút kinh nghiệm, để không để phụ huynh có sự tin tưởng ở nhà trường. Từ thực tế đó, rút kinh nghiệm để tránh những hiểu lầm và chưa hiểu đúng từ phía phụ huynh. Năm học này, nhiều trường học đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong mua sắm, tu bổ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tại trường tiểu học Trung Phúc Cường, nằm ở vùng thấp trũng, lại có hai điểm trường. Trong khi đa số người dân làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ, nên kêu gọi tài trợ giáo dục có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên xác định rõ, để huy động được sức mạnh từ nhiều phía, thì sự công khai, minh bạch là quan trọng nhất. Để làm mái che sân trường và phục vụ cho các khoản sửa chữa nhỏ như dự kiến của năm học này, nhà trường đã lập kế hoạch cụ thể trong thực hiện xã hội hóa giáo dục, đảm bảo các bước theo trình tự. Vào tháng 6, thì nhà trường cùng với hội cha mẹ học sinh ra soát, khảo sát và ra soát lại tất cả các cơ sở vật chất trong nhà trường. Sau đó là lập cái kế hoạch đề nghị phòng giáo dục là phê duyệt cả cái kế hoạch, cả cái hạng mục vận động ấy. Sau khi được có cái thông báo rồi thì nhà trường đưa về công khai 65 ngày cả cái nội dung đó, ban vận động tài trợ rồi phân công nhiệm vụ. Năm nay thì dự kiến để huy động tài trợ đó là một mái che dự kiến khoảng 600 triệu và đang tìm cái nguồn để kết nối. Chương trình giáo dục phổ thông mới đặt mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện, và trong khi ngân sách nhà nước còn hạn chế thì huy động từ nhiều phía hỗ trợ cho giáo dục là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, cách triển khai như thế nào để không xảy ra tình trạng áp đặt, cao bằng mức đóng góp hoặc chưa thống nhất từ phía phụ huynh nhưng đã triển khai là điều mà các nhà trường phải hết sức lưu ý. Xã hội hóa hay còn gọi là tài trợ, một trong những giải pháp nhằm huy động nguồn lực đóng góp vào phát triển sự nghiệp giáo dục. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế như hiện nay, nhiều cách làm linh hoạt của một số trường học đã huy động được sức mạnh bằng sự tự nguyện, tâm huyết của nhiều phía cùng tham gia và phát huy trọn vẹn ý nghĩa của xã hội hóa giáo dục. Vâng, thực tế thì đã có hàng chục trường học và nhiều công trình ở các trường học trong tỉnh được thực hiện từ nguồn tài trợ, đang góp phần tạo động lực để cô và trò nâng cao chất lượng dạy học. Phòng thư viện điện tử với 20 máy tính, phòng đọc sách với hàng trăm đầu sách là kết quả kết nối từ tổ chức phi chính phủ Rotary của một học sinh tài trợ cho trường Trung học phổ thông Đặng Thái Mai. Cùng với đó, nhiều công trình đang hiện hữu tại ngôi trường này cũng hoàn toàn từ nguồn tài trợ. Theo lãnh đạo nhà trường, nếu chỉ dựa vào nguồn tiết kiệm của trường thì việc mua sắm đầy đủ các đồ dùng phục vụ cho học tập là rất khó. Trong khi con em của 6 xã vùng Bích Hào này cơ bản điều kiện kinh tế còn khó khăn. Tất cả những cái tiền xã hội hóa giáo dục nói rất là ngắn gọn là được sự đồng tình từ dựa lên trên. Người dân là nhất trí 100%, là vì tất cả là họ hưởng cho con mình. Con mình được thụ hưởng cái phần mà thu chi thì cuối năm hệ thống kế toán nhà trường về thông qua đó là họ có quyết toán thông qua ban chấp hành hội. Để chuẩn bị cho năm học tới như thế nào thì trong hè đó là lãnh đạo nhà trường đã xin ý kiến của hội đồng trường để đưa ra một cái chủ trương.
Từ chủ trương đó bắt đầu mình xây dựng một kế hoạch. Trong công tác xã hội hóa thì có nhiều vấn đề và có quy định rồi, nhưng mà nó cả là cả một vấn đề về nghệ thuật. Có thể mình vận động được chưa được chỉ tiêu hoặc là chưa theo được cái nguyện vọng để đáp ứng các thầy, nhưng mà lấy cái thoải mái, lấy sự hài lòng của phụ huynh làm chính. Còn với ngôi trường này, dù nằm ở địa bàn khó khăn nhất của huyện Nam Đàn, nhưng cách huy động xã hội hóa lại khá hiệu quả. Bồn hoa cây cảnh rực rỡ này, cùng nhiều hiện vật, công trình phụ trợ, là sự đóng góp gần 2.000 ngày công của phụ huynh và các nhà hảo tâm. Vì thế, dù nằm ở vùng không thuận lợi, nhưng là một trong những ngôi trường có cơ sở vật chất nằm trong top đầu của huyện Nam Đàn. Với quan điểm chỉ đạo đó là làm sao công tác vận động giáo dục trong nhà trường đảm bảo đúng cái quy định, quy trình cũng như nguyên tắc các văn bản hiện hành quy định. Thứ hai nữa là về hình thức vận động thì nhà trường cũng vận động nhiều hình thức, ví dụ như là huy động ngày công của phụ huynh học sinh, huy động bằng hiện vật, sau cùng thì mới huy động bằng cái nguồn kinh phí là bằng tiền mặt trong phụ huynh học sinh. Với điều kiện của từng trường học mà cách triển khai xã hội hóa giáo dục khác nhau, hiện nay có những trường học ở thành phố Vinh đã được đầu tư khang trang với trang thiết bị phục vụ dạy học hiện đại, nên có trường đã không còn vận động thu tiền xã hội hóa từ phía phụ huynh nữa. Mà năm nay, dự kiến một số trường như trường trung học cơ sở Lê Mau, tiểu học Hưng Phúc tiếp tục thực hiện như vậy. Bên nhà trường là chưa đề xuất đến cái phí xã hội hóa. Nếu như được nhà trường mà miễn cho được khoản một cái nó là tốt khoản để cho các phụ huynh thôi, bởi vì là bây giờ làm ăn thì cũng rất là khó khăn. Tôi nghĩ thì cái bán giám hiệu và cả cô thầy của trường thì cũng là suy nghĩ kỳ vấn đề này đây. Họ đưa ra quyết định thì tôi nghĩ cũng là tôi là một phụ huynh thì tôi cũng đồng tình. Thực tế đã chứng minh rõ, trường nào, địa phương nào triển khai đúng với chủ trương và nhất là đảm bảo công khai minh bạch, phát huy tính dân chủ, tự nguyện thì sẽ khai thác, phát huy tối đa tiềm năng của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục. Để thu chi đầu năm học mới không còn là chuyện khổ lắm nói mãi, làm ảnh hưởng hình ảnh của môi trường học đường, Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cũng đã có văn bản hướng dẫn rất cụ thể. Tuy nhiên, văn bản thì năm nào cũng có. Vấn đề đặt ra ở đây là các nhà trường có thực hiện theo đúng hướng dẫn hay không? Công văn hướng dẫn về công tác quản lý thu chi năm học 2024-2025 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là không giao chỉ tiêu vận động tài trợ cho giáo viên phụ huynh. Không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong một thời điểm. Nhiều phụ huynh cho rằng công văn quy định rõ, nhưng quan trọng vẫn là thực hiện. Để thu chi thì cái khoản đầu năm á, thì cái gì cũng phải có cái thu vừa chi ra cũng phải rõ ràng và công khai. Tầm trung bình là được chứ đừng có cao quá bằng đứng thấp quá, vì nhiều người họ cũng có khả năng để mà nạp đó. Thì đề xuất với là bên ngành giáo dục thì những cái chi phí mà tự nguyện á thì giảm bớt, với là cái nhà mà đông con ba đứa thì có một chính sách riêng cho những cái nhà đó. Trong công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý thu chi năm 2024-2025 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh quy định, ngoài các khoản thu theo quy định, các cơ sở giáo dục có thể triển khai các khoản thu theo hình thức tự nguyện, gồm tài trợ cho các cơ sở giáo dục, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, quỹ đoàn, quỹ đội. Việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng 6 bước, trong đó nhấn mạnh toàn bộ kế hoạch phải được công khai tại cuộc họp với phụ huynh và kêu gọi tài trợ theo đúng kế hoạch. Việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ theo nguyên tắc tự nguyện. Sở cũng yêu cầu các nhà trường cần tổ chức niêm yết công khai, phổ biến, quán triệt trong giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục. Từ nay đến cuối năm học, nhiều khoản thu sẽ được các nhà trường triển khai. Vì thế, điều cần nhất để tránh lạm thu, loạn thu các khoản đóng góp, các nhà trường phải xây dựng kế hoạch.
trong đó tính đúng, tính đủ trên cơ sở thực tế của địa phương và điều kiện của phụ huynh. Cùng với đó, phải phát huy tính dân chủ tự nguyện, đồng thời cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nếu để xảy ra lạm thu trong các trường học.